đó thiệt luôn, Việt Nam này chưa có ai dám mang đôi hài đó, chỉ có Hà Lan mới dám mang đôi hài để ra đường nữa. Còn sơ sinh là đã cho nghe cái lương rồi, mình được tiếp xúc nó quá nhiều đi, cho nên nó thấm vào trong người mình từ lúc nào không hay. Rất là nghệ sĩ. Thế em này làm nghệ thuật nghiêm túc, làm hay. Nhiệt tình làm nghề. Đó là cái sự thông minh. Luôn cháy hết mình với nó. Cố gắng trau dồi nhiều hơn. Rất lạ mà Nắng cực kỳ giỏi. Thần thái rất là tự tin luôn. Nắng là một trường hợp rất là khác biệt luôn. Tôi đang đi trên con đường của tôi chọn và tôi thích làm điều đó. Về cái hành trình mà em biết với cải lương là phải gọi là từ hồi nhỏ gia đình đã cho nghe cải lương, có nghĩa là lúc mà mới đẻ ra là đã cho nghe cải lương rồi. Kỷ vật về cải lương trong phòng em thì rất là nhiều, ví dụ như một cái radio, một cái máy radio đó là ngày xưa là của bà nội hay để băng cassette là để dành nghe cải lương. Hồi năm lớp 11 thì em có làm một cái bài thuyết trình về Sài Gòn. Khi mà nói về Sài Gòn thì phải nói về cải lương. Mà đã nhắc về cải lương thì phải nhắc đến cô Thanh Nga. Để em giới thiệu cho mọi người biết, đây là một nghệ sĩ lớn trong sân khấu cải lương. Đến một cái ngày nọ em xem Tiếng Trống Mê Linh của cô Thanh Nga diễn, và cái đoạn đắt nhất là hát cái bài Mê Linh Việt Khúc. Thì lúc đó em cảm thấy cải lương nó bắt đầu nó trỗi dậy trong người em. Em này có một cái tố chất về nghệ thuật cải lương tuồng cổ, mà đặc biệt ở Hà Nẵng là diễn tốt, ca rất là đặc biệt, cái giọng hát rất là đặc biệt, có cái đặc trưng của tuồng cổ, mà em này lại vũ đạo đẹp. Tâm. Mày nói mày ngu rồi. Đi về giang, anh văn trạng thanh quang sắc vàng, em vô trạng gia đình vui mừng. Phúc vinh quang ta nhớ sau. Mẹ nuôi nấng. Mẹ nuôi nấng. Mẹ nuôi nấng từ thuở bé. Đạo chánh mới có cao lương mỹ vị, còn đạo ba là chỉ được ăn kiểu như ăn xôi thôi. Đi thi là bắt đầu là mới buồn ha, chứ ban đầu thì cũng còn vui. Ê, bà có thấy không, bà Lượng có kêu cái tên đó không? Hồi tháng này thầy con kêu lên, con bị trên phường kêu lên để làm vẻ dân quân. Con đứng đây đứng quạt quạt cái ông sinh đoàn á. Nguyễn Hùng Dũng. Dạ em thôi cái trường hợp này thôi, chừng nào mà có văn nghệ gì thôi anh Kim lên nha. Ông đó là sáng suốt đó. Tại vì sáng đi tự nhiên nguyên đạo quân có con quà bọc lạc vô đâu được. Tan cái bầu trời lịch sử. Giống gì
đi dựng hai anh dựng hai vở hai cái trích đoạn thì cái tiếng trống My Linh á là cái vở sau cùng. 15 phút trước khi diễn vở đó kiếm hoài không ra hai đôi dép của diễn viên. Tại sao các bạn dám dọn bàn thờ tổ của tôi mà các bạn không hỏi ý kiến tôi? Ủa các bạn làm như vậy các bạn phải hỏi ý kiến tôi chứ. Em ngồi xuống mà em chịu đập bàn bất kính. Cái này bóng số hay tới số? Bóng số. Sao nghe xong hay tới số quá vậy? Không biết có tiền không có cô biết còn tiền không nè. Nếu mà bóng số thì nghe thấy tới số. Chạy số không nhiều. Không chạy số, chạy số có 500 à. Cái đẹp của cải lương á, khi mà đưa lên cái sân khấu á, thì nó sẽ có những cái ví dụ như bên cải lương tụi em gọi là vũ đạo, nhưng mà bên kịch thì họ gọi là hình thể. Nhưng mà những cái đó chung quy nó là những cái cử chỉ điệu bộ của nhân vật trên sân khấu. Thì khi mà những cái nhân vật đó bước ra sân khấu thì cái động tác đưa tay hay là bước chân hay là một cái ánh mắt, bất cứ một cái gì đó nó phải đẹp. Ngoài cái chuyện thật ra, ngoài cái chuyện cái diễn viên đó họ đưa khán giả đến một cái cảm xúc thì họ còn phải cho người ta thấy được nó đẹp. Nó đẹp không phải là đẹp về cái hình thức bên ngoài mà nó đẹp phải kết hợp giữa cái nội tâm của nhân vật. Đối với em, một khái niệm người nghệ sĩ sống đẹp đơn giản là làm nghề bằng hết cái tâm. Em đã được chứng kiến các nghệ sĩ, các cô chú anh chị khi mà chuẩn bị bước ra sân khấu, họ sẽ tập trung cái thứ nhất là cái nhân vật, cái thứ hai là họ sẽ lo chỉnh tề tóc tai quần áo phục trang và cả make up. Tôi nói thiệt đó, quý vị đó, em Hà Nắng này cũng có đặc biệt đó. Hình như sau này em này đại diện Đồng Áo đi thi Hoa hậu đó. Một nét đẹp phi giới tính, một người đàn ông chăm chắc lượt cài. Bả tại vì bản rất là nghệ sĩ đó, cho nên là kiểu mình phải lập dị thì mình phải khác người ta thì mình mới nổi bật. Nhưng mà nổi bật theo cái nghĩa nào thì nó mới là quan trọng. Cái sự đặc biệt đó của mình có thể lan tỏa những cái hay của mình muốn truyền đại tải đến tất cả mọi người thì cái điều đó em cảm thấy ok. Đây sao bị vẽ cái đầu mép như này kia vậy? Cái nanh. Cái nanh nè. Nó không thấy ra 7 tiếng đồng giờ đó thầy. 7 tiếng đồng giờ. 7 tiếng đồng giờ. 7 tiếng đồng hồ. Phải làm lại từ đầu. Bây giờ con mới bỏ nữa mà. Dạ. Bây giờ con làm nửa mặt xanh thôi. Dạ. Đối với cải lương thì nó có một cái mật thiết với đời sống.
Cái thứ nhất, nó là một cái loại hình không chỉ để giải trí, mà nó còn là một cái loại hình văn hóa để người ta đem nó giới thiệu về cái dân tộc. Nói về cái thật của cải lương thì em sẽ nói về những cái kịch tính. Đó là những cái tính cách của nhân vật và những cái tình huống nó xảy ra trên sân khấu mình phải xử lý như là ở ngoài đời. Đó, thì cái thật của cải lương nó là ở cái chỗ là nó mang cái đời sống, cái tình cảm của ở ngoài đời đưa vào, nhưng mà nó phải đảm bảo được cái tính chất của nhân vật, cái tình huống của kịch, và nó phải có cái màu sắc theo cái chủ đề, ví dụ xã hội hay là hương xa hay là tuồng cổ. Nếu như để nói một người nghệ sĩ sống thật, có thật hay không thì cũng phải coi cái lúc họ làm nghề. Tại cái lúc làm nghề, cái lúc đó là thật nhất. Có biết được cái con người đó ở ngoài đời thật và khi lên sân khấu có thật sự là tốt hay không thì vẫn coi lúc họ ở trên sân khấu họ diễn. Bởi vì khi họ diễn với bạn diễn, nếu như họ thật sự vì cái chén cơm chung, vì cái nghề, thì họ sẽ làm hết mình. Và nếu như gặp một cái sự cố gì trên sân khấu thì họ có thể đỡ bạn diễn được, họ có thể nương bạn diễn, họ dìu bạn diễn luôn. Chui mặt mà cũng có camera quay đó. Làm nhiều cái con được. Thế đó, nhiều cái con được thiệt luôn á. Ước mơ của em như những bạn khác là chỉ có học xong lại đây đi hát thôi. Có nghĩa là không làm việc gì khác ngoài chuyện đi hát. Là em đã từng có một cái status là em nói với mọi người trên Facebook là em ước gì là em có 7 cái phần thân, một cái để đi dạy, một cái để đi học, một cái để đi làm cái gì đó mọi thứ. Còn cái bản chính là chỉ có ăn và ngủ và đi hát thôi đó. Cái công việc đi hát là công việc chính. Nhưng mà giống như là cái này là cái số phận để đưa, cho nên là ngoài việc đi hát ra còn phải làm những công việc khác, ví dụ như đi dạy, đi make up, đi làm tóc, rồi đi dựng bài, đi làm đạo diễn, hay là tổ chức những cái workshop để mình truyền bá cái cải lương. Thì em nghĩ đó là một cái mà mình phải có trách nhiệm để làm. Có những bạn trẻ đang tìm hiểu về cải lương nhưng mà họ chưa hiểu sâu về cải lương. Tại vì đó là một cái nghề xương máu mấy chục năm, để họ có được một cái đúc kết gọi là tinh túy như vậy phải là những cái mối quan hệ như thế nào thì người ta mới chia sẻ. Còn nếu như ở ngoài thì người ta chỉ nói về khái quát. Cho nên em nghĩ là em cần phải chia sẻ nhiều hơn để cho các bạn biết cải lương là như thế nào, cải lương ra làm sao. Không chỉ một mình em mà tất cả mọi người cùng chung tay làm thì cải lương nó sẽ được biết đến nhiều hơn. Tiếp theo là mình sẽ nói cái vở tuồng tiêu biểu nhất của ông. Xin hỏi Diệu Khuy. Vở tuồng tiêu biểu nhất được gọi là tuyên ngôn. Tuyên ngôn nghệ thuật. Tuyên ngôn nghệ thuật. Tuyên ngôn nghệ thuật có thể nào? Hai giờ. Tại sân khấu Diệu Khuy nó, cái thứ nhất nó nêu lên được một cái phong cách biểu diễn của nghệ sĩ Nam Châu, và nó là một cái giống như là một cái
một cái vở cải lương để dạy cho nghệ sĩ hiểu đạo đức làm nghề. Nghe cho kỹ này, 20 năm, 20 năm tôi vừa là thầy, vừa là bạn, vừa là con đầy tớ, mà cũng vừa là người trao chuốt vuốt ve, đỡ nâng nhắc nhở cho cậu làm nên những vai liệt sĩ anh hùng. Đi đi! Đi đi và đừng trở về đây nữa! Tôi không cần tới cái tên lĩnh nam của cậu. Tôi sẽ dựng vở Quyền Trân cho hay đến nỗi cậu phải nổ con mắt ra cho mà xem. Không. Dạ. Cô sẽ không cho việc bất kỳ một cái nào cũng sẽ không biết. Không cho bất cứ một đoạn nào cả. Bây giờ căng. Bi kịch của cuộc đời. Mà nếu mà bây giờ mà bỏ cái chỗ đó thì coi như chấp nhận thất bại thôi. Chị heo, giờ này làm việc mà không có đạo diễn, không có làm đạo cụ, rồi ai làm? Rồi giờ mình em làm hả? Để thôi nghỉ làm nghề đi. Nghỉ sao giờ này báo là em đi về quê. Ủa đi về quê dữ chưa? Đi về quê mà em mới thấy đăng hình nè. Quá mệt. Một mình em làm, ok, em vẫn làm được. Không cần, em vẫn có thể chống đỡ được. Khỏi lo. Trước kia tôi là một đứa trẻ con, tôi thấy ở cửa sau rạp hát có một tấm bảng trắng kẻ chữ đen. Trên ấy viết rằng tôi cứ nhìn mãi nhìn mê, tôi đến thuộc lòng từng chữ. Bạn ấy viết rằng cấm ngặt người lạ vào hậu trường. Tôi tự hỏi không biết trong ấy có những gì thơm ngon hay những gì quyền bí. Có những tiên nữ mặc áo bằng thủy tinh mình trông như ngọc thạch. Hay có những quỷ dọa xoa, có những ngu đầu mã diện đang đốt lửa với giặc dầu sôi sùng sục. Hay có những chim bằng từng bãi chính dạng đang dương cánh ra mà lướt gió tung ở trời. Không, không có gì hết, chỉ có chúng tôi thôi. Có chứ, có nhiều lắm, bây giờ tôi mới biết. Có những tranh cảnh vẽ trên dải căng, những cung điện phố phường, những lọ phấn, những thỏi son, những quần áo tả tươi mang hỗn độn trên tường. Có những lĩnh nam, những dáng hương, những sợi dây vô tình chằng chịt nhau như lưới nhện. Sân khấu, phải. Sân khấu đã cho các anh chị sống chung và chết lẻ trong thiên hà. Một chút lòng nhẫn nại, một người đàn bà giàu và đẹp có thể làm tan rã bất cứ cặp vợ chồng nào khăng khít nhất. Nhưng các anh chị sống chung nhau mà để ghen tuông nhau, lừa dối nhau, nuôi lao nhau, thì tình yêu của các anh chị thật mẻ mai thai, bất diệt trong tâm hồn. Sân khấu luôn luôn là sân khấu mỹ tiên à. Thôi, vĩnh biệt anh. Tôi đi đây lĩnh nam mà. Chào anh. Giới thiệu một xíu cho mọi người là buổi hôm nay thì là cải lương From Here. Thì ở đây tụi mình có bạn Hạ Nắng, là một bạn nghệ sĩ cải lương trẻ, bạn tốt nghiệp ở trường sân khấu điện ảnh. Ừ, chuyên ngành. Và kể sát dân tộc. Ok. Thì Nắng vẫn đang hoạt động cải lương tự do ở Sài Gòn. Để Nắng sẽ nói trước cho mọi người.
Theo quan niệm của nghệ sĩ nhân dân Nam Châu thì trên sân khấu cải lương hiện đại, trên sân khấu cải lương hiện đại thì ông không gọi là cải lương mà ông gọi là ca kịch. Bởi vì trong ca có kịch và trong kịch có ca, thì trong cái lời ca nó sẽ có kịch tính và nó có cái tính chất của nhân vật. Không biết là mọi người có nhìn rõ không ạ? Tào Quyên, hãy cho người dám tới quân môn, dùng lời xàm ngôn, xin xét rõ trước sau, vậy người phải trình tâu, chồng ta giờ sống chết ra sao, bị các người giam giữ nơi đâu, cuối sinh cùng chủ tướng, hãy thương xót dân lành, lấy những điều nhân nghĩa cho đất nước khỏi tiêu tàn, thì tướng quân giờ ở Trung Vinh đã bằng lòng giải giáp lùi binh. Hãy cho ngươi dám đặt điều vũ sĩ xúc phạm chọc ta, nghĩa quân chém đầu, tội tại trời không thể dung tha. Cảm ơn chú Tùng. There's a language barrier, so I can't understand the context or the cultural context or background behind the show. I'm not able to understand the what exactly is being said, but there's a sentimental value in the emotions being expressed. Like the main performer, like I could see a lot of emotion in her eyes. So it was a very entertaining and emotional experience, and I really enjoyed it. It was definitely something that was new for me. You know, I'd definitely come back again. So you know, I was also surprised that like I was not the only like young person here, and I think that like, and somehow, you know, I definitely feel like a sense of belonging that I didn't necessarily find when I was like consuming this sort of media when I was younger. And there is definitely, you know, and I'm definitely more appreciative and more proud of like my identity as a young Vietnamese girl in the age of globalization more than I realized. Bạn Nắng mà tạo được cái sân chơi như vậy, rồi bạn cũng giới thiệu về cái lương, bạn cũng nói về cái nguyên tắc cũng trong cái lương, về bài bản, về diễn xuất như vậy, thì để mà cho mọi người hiểu cái lương hơn thì nghĩ là cái chương trình rất hay, thì rất hay, và mong rằng đó là sẽ có nhiều chương trình như thế này để mà kết nối nhiều bạn trẻ đến cái lương nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên em tới workshop như thế này thì em thấy rất là lạ và rất là thú vị. Tại vì từ trước đến giờ, trước khi vào trường sân khấu điện ảnh á, thì em không hề coi cải lương một lần nào hết. Và em kiểu như là em nghĩ là có thể là không thích luôn á. Thì em mới thấy ồ, cái này nó hay thiệt. Và em thấy nó như là nó là một cái nền tảng cho cái nghề diễn viên luôn. Nên là em nghĩ là em nên học hỏi nhiều ở cái ngành cải lương này. Sao nào làm bộ shop có lời lãi gì không? Thôi nghĩ là chắc không lời đâu, chắc cũng dư chắc cũng phải chừng 100. Còn nếu mà gọi là lời thì chắc không lời, chắc không lời rồi. Thì chỉ thấy có lỗ thôi, chứ lần trước là gọi là kiểu em nếu mà em bán 100 thì có tiền dư thôi, chứ còn cái lời thì thật sự không bao giờ lời. Tại vì cái này mình làm cái lợi nhuận. Mà nếu mà mấy cái bữa sau mà tụi em làm có bán vé đi chăng nữa thì tụi em lấy cái vé đó thì em tự trả tiền cho các cô chú nghệ sĩ. Còn bản thân tụi em không có còn. Thật sự tụi em làm vì cái tụi em muốn để truyền tải cái cải lương đến cho mọi người. Mọi người cứu 200 cho chị Ba Tư, mọi người ơi cứu em cứu 200 cho chị Ba Tư, giờ làm sao, giờ làm sao. Chị Chị đồng, giấy đồng chị. Dạ. Thank you.
xéo sắc quá mày ơi. Nhìn kỳ cục quá. Trẻ gì làm được cái gì? Nhìn kỳ kỳ á. Nữ không nữ, nam không nam. Bằng ai mà bày đặt làm? Lố quá. Bất kính.